Câu 19, trong các dữ liệu sau đây, dữ liệu nào không phải nha là số liệu, biết không phải là số liệu, biết không? Ví dụ trong cái túi này nè gồm có những cái gì, liệt kê ra cho lỡ coi. Máy tính, máy tính, bút, mấy cây bút mực, mấy cái máy tính, mấy cây bút chì, mấy cây thước, mấy cục gom, mấy thư tình, thư tình mà viết trong đây luôn hả? Vậy gọi là số, số liệu. Cái gì mà mình đếm được, mình nghĩ được, mình kiểm tra được là số, số liệu. Rồi bắt đầu nhìn vô. Quốc tịch của học sinh trong trường biết quốc tế, biết trường quốc tế không? Không. Trường Việt Úc á. Nam Úc hả? Việt Úc. Việt Úc. Biết Việt Úc không? Hay là trường quốc tế Việt, Việt Úc. Trường đó chỉ có người, người Việt, Việt Nam là chính đúng không? Đúng không? Đó, còn trường người Úc chính chứ. Đâu có. Nó đặt tên thôi, trường quốc tế Việt Úc thôi. Thật sự là người Việt Nam là chính thôi. Vậy ai ở trong đó vậy ta? Mấy cái người có điều kiện đó. Giống như bạn có điều kiện thì bạn vô đó bạn học. Có kịp chưa? Bạn có điều kiện thì bạn vô đó học. Trường quốc tế đó, quốc tế ở Việt Nam chủ yếu là người Việt. Việt Nam thôi, có người khác không? Lâu lâu có thôi, chứ còn không là đều là người Việt, Việt Nam. Có nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nước Trung Quốc gì không? Ít lắm. Nên cái thằng này người ta gọi là không phải là số, số liệu. Nó chỉ có quốc tịch Việt Nam là nhiều nhất thôi, được chưa?